Từ hôm nay ngày 14 tháng 11, hai phường Nại Hiên Đông, An Ngãi Bắc của quận Sơn Trà chính thức nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Ngành chức năng tái lập các chốt kiểm soát ra vào tại hai phường. Người dân phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Khi đi đến vùng cấp độ 1, 2, vùng xanh, vùng vàng, người dân phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Và đặc biệt không đi đến vùng cấp độ 4, vùng đỏ người dân khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, văn hóa thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Chính quyền hai địa phương yêu cầu nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống chỉ được phép bán mang về, không phục vụ khách tại chỗ.